rừng chiều ấm u rét mướt, chờ người về vui trong giá hương, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hồ, lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh là dàn mini, model là Panasonic BM710. Dàn này chức năng chính là 5 CD, hoạt động ok, đĩa MD không đọc và chức năng cuối cùng là thẻ nhớ SD hoạt động ok. Mình đang nghe một đoạn nhạc test qua chức năng thẻ nhớ SD. Bây giờ em sẽ lấy thẻ ra nha. Đây, mình chép nhạc vào đây và đút cái thẻ vào vị trí này đậy nắp lại là mình có thể nghe được nhạc qua thẻ nhớ. Bây giờ em quay mặt sau cho các anh tham khảo. Phía sau dàn hỗ trợ ngõ AUX, hai đầu AV ra 3.5. Mình dùng ngõ này để kết nối với điện thoại, TV, máy tính. Em đã kết nối sẵn với điện thoại, chút xíu mình sẽ test nhạc qua điện thoại luôn nha. Lo đánh 4 đường tiếng như vậy, trắng, xanh, đỏ, đen, cho chất lượng âm thanh đều các dãy. Dàn này thì mình có thể sử dụng tốt cho phòng từ 15 cho tới 25 mét vuông đều ok. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Công suất của Amply là 57W, công suất của lo là 80W trên cặp lo. Màu đen rất là sang trọng, mình có thể trưng bày hoặc sử dụng tốt cho phòng khách, phòng ngủ, bàn làm việc hoặc diện tích tầm 15 đến 25 mét vuông nha. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Em xin nhắc lại, đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn hoặc dây kết nối điện thoại kèm chung dàn thì liên hệ với em. Nãy giờ thì mình nghe nhạc qua thẻ nhớ SD, thì bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng đĩa CD. Ở đây nó có chữ CD chép, chỉ cần mình nhấn lúc này thì 5 CD nó sẽ chạy ra vào. Bây giờ em mở lớn volume mình cùng nghe nhạc nha. Lặng buồn nhìn dòng sông đâu rồi bao kỷ niệm ngày xưa hai chúng cùng đùa vui ngoài hiên, chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhiên tóc sẽ lấy đĩa ra nha. Thì nếu mình muốn ra 5 CD thì mình nhấn vào CD chép, mình ra 1 CD thì nhấn open. Đây.
Chiều cao của lo là 27cm, chiều ngang cả bộ vàng là 50cm. Bây giờ mình sẽ nghe một chức năng cuối cùng qua bộ vàng này là chức năng kết nối điện thoại. Ở đây nó có chữ FM, AM, AOX, mình nhắn nhá, FM, AM, AOX. Để rồi bỏ đây, mình đang nghe qua điện thoại nha. Tôi cố đem tình vun đắp, mây hóa ngang trời che lấp. Tôi vẫn nơi này đợi chờ, cố về với tôi. Là vì tôi quá ngốc nghếch, hay là do gia cảnh tôi nghèo? Góc ta chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lên. Vậy là chức năng trên vàng đều full, 5 CD thẻ nhớ D và kết nối điện thoại đều hoạt động ok. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Cá nào mua hàng vui lòng cọc giúp em 300.000 hoặc chuyển đủ đều được. Giá bán của bộ vàng này là 1.200.000. Mình có hai cách thanh toán, một là chuyển đủ 100%, hai là mình có thể cọc trước 300.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng phí ship. Vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc nhắn tin Zalo 0931 008 099 để bên em tư vấn gửi hình ảnh chi tiết bộ vàng này qua Zalo cho mình tham khảo nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test.